cận cảnh Hợp Long cây cầu cao nhất tuyến cao tốc Bắc Nam. Nằm trên địa phận xã Phước Chiến, Thuận Bắc, Ninh Thuận, cầu số 3 có 22 nhịp, 2 mố và 21 trụ, trong đó có trên 15 trụ cao trên 40m, trụ cao nhất 47,5m. Nhìn từ trên cao, cây cầu vắt ngang thung lũng Sông Châu, đi qua cánh đồng pin năng lượng mặt trời, tiếp giáp với hồ thủy lợi Sông Châu. Khu vực thi công cầu có địa hình rất phức tạp, núi đá cao, hẻm núi sâu. Từ tháng 4 năm 2022, đơn vị thi công là công ty cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng 194 mới hoàn thành phần khai phá nhiều núi đá để mở đường vận chuyển thiết bị khoan cọc, nhồi hạng nặng trên 130 tấn vào đến vị trí cầu. Tổng số cọc nhồi thi công hơn 229 cọc. Những trụ cầu cao trên 40m, cao nhất là 47,5m, mặt cầu đã được trải bê tông, hệ thống đèn chiếu sáng cũng được hoàn thiện. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài gần 900m, mặt cầu rộng 17m, 4 làn xe. Sáng ngày 4 tháng 12, cầu đã ghép chiếc dầm cuối cùng, Hợp Long cầu. Từ thời khắc này, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức được nối thông toàn tuyến. Việc Hợp Long cầu số 3, km 60 được coi là hạng mục quan trọng cuối cùng của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do liên doanh công ty 194, tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư, chuẩn bị thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 30 tháng 12, tạo tiền đề cho việc đưa dự án vào khai thác vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Trước đó, hàng trăm công nhân, kỹ sư, thiết bị máy móc đã sẵn sàng cho công đoạn Hợp Long. Chiếc dầm bê tông dài 38m, nặng 76 tấn đã được vận chuyển rất khó khăn nhưng khéo léo để đưa vào vị trí. Các thiết bị siêu trường, siêu trọng, nặng trên 100 tấn và những thanh dầm 76 tấn để vào được phải vượt qua 6 ngọn núi. Tại hai bên đường dẫn của cầu, chủ đầu tư tiếp tục nỗ lực thi công, nổ mìn để kịp đưa tiến độ vào vận hành tuyến cao tốc này. Dự kiến, dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ thông xe kỹ thuật cuối tháng 12 năm 2023, hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 3 năm 2024. Sau hoàn thành, tuyến cao tốc này kết nối đoạn Nha Trang - Cam Lâm với Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nối mạch thông suốt, rút ngắn hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Nam Trung Bộ và ngược lại.